Nếu như ở bài học trước thì Bùi Nguyễn đã hướng dẫn tất cả các bạn trang điểm rút gọn bằng một thỏi son, thì ở bài này thì chúng ta sẽ được làm quen với một cái cách trang điểm nhanh gọn nhẹ nhất mà vẫn đạt hiệu quả cao, đó là khắc phục cái khuôn mắt của chúng ta bằng một đường eyeliner. Cái việc kẻ eyeliner này là sẽ giúp cho khuôn mắt của chúng ta bay bổng hơn này, có chiều sâu hơn và sắc nét hơn. Bình thường khi mà đi chơi hoặc đi làm thì chúng ta nếu như có những cái bạn không thích đánh quá là nhiều cái màu mè trên khuôn mặt thì việc khắc phục cái khuôn mắt của mình bằng một đường eyeliner nó cũng rất là quan trọng. Việc vẽ đường eyeliner thì chúng ta sẽ sử dụng có rất là nhiều sản phẩm, thì trong bài ngày hôm nay Bùi sẽ sử dụng cái dạng dạ như thế này. Nó kẻ rất là nhanh này, không trôi, không lem, và ngoài ra thì nó tạo được cái đường eyeliner rất là sắc nét. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu hơi cao mặt này, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ từ tạo được phần đuôi trước. Nhìn lên đây. Tạo một đường đuôi nhỏ từ nối từ phần đuôi mắt dưới lên trên, sau đó chúng ta hơi cao mặt vào một chút, hơi nhìn xuống một chút để nối cái đường đuôi này vào phần khuôn mắt. Nhắm hẳn mắt xuống đây. Cái đường eyeliner nó sẽ quan trọng nhất là cái phần đuôi của chúng ta phải bay và phải thật là mảnh và sắc nét nhé. Nhìn xuống này. Sau đó chúng ta sẽ tô nhẹ ở cái phần trong để cho cái đường eyeliner nó được hoàn thiện phần đuôi hơn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nối dần ở phần đầu mắt này. Mắt xuống này. Cố gắng lưu ý khi mà kẻ đường eyeliner thì cái đường kẻ nó phải thẳng hàng này và nó không được nhấp nhô, thì khuôn mắt chúng ta sẽ tròn rất là nhiều. Nhìn xuống. Cố gắng các bạn cố gắng lựa làm sao kẻ được đến vùng khóe mắt nữa để cho cái đôi mắt của chúng ta có chiều sâu và kéo cái khuôn mắt của chúng ta vào bên trong nhiều hơn. Sau khi kẻ xong bằng dạng dạ thì chúng ta có thể sử dụng dạng trì như thế này để kẻ về phía lồng trong của khuôn mắt để giúp khuôn mắt của chúng ta sâu và to hơn. Nhìn xuống. Một đường rất là mảnh thôi. Chúng ta sử dụng một cây cọ rất là nhẹ và lấy một chút màu mắt, màu đen một xíu thôi để chúng ta tan cái đường line ra để cho nó mềm mại hơn này. Lấy một chút màu đen ở cái chì kẻ mắt các bạn nhé. Tan nhẹ theo chiều eyeliner nhé. Nhìn thẳng nhé. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đến bước như mọi khi, đó là bước kẹp mi và chốt mascara này. Chúng ta cũng lại kẹp thành 3 điểm sát chân mi nhé. Sát chân mi này, giữa mi và ngọn mi để đường mi của chúng ta có độ cong vừa phải và cong tự nhiên, nó không bị gãy mi. Sau đó sử dụng mascara nhé. Cố gắng là lưu ý là cái đường eyeliner của chúng ta đừng kẻ bị quá là dài hoặc là quá là bị sách thì khuôn mắt của chúng ta sẽ không được đẹp. Thường thường đường eyeliner chúng ta sẽ phải kẻ ngang cái đường khuôn mắt của chúng ta và hơi bay lên phần đuôi một chút xíu thôi. Với cả cái phong cách này thì đường mascara chúng ta chút dày hơn so với cái phong cách trang điểm mà sử dụng một thỏi son. Chút dày và dài hơn nhé các bạn nhé. Rồi,
Với cái phong cách này thì thường thường những cái tông màu nóng và ấm nó sẽ phù hợp hơn. Thế nên chúng ta sẽ sử dụng tông má màu cam cho khuôn mặt này. Sử dụng cọ má này. Lấy một chút màu má cam nhẹ phớt lên phần gò má, xéo lên phần từ phần gò má lên vùng thái dương để ửng lên phần gò má, tạo sự cá tính. Sử dụng tông son màu đậm hoặc là màu đất để tạo ra cái khuôn mặt chúng ta có độ cá tính hơn. Vì là sử dụng tông cạ má là màu cam, thế nên là Boon sẽ sử dụng tông son đất cho cái phong cách trang điểm với một đường line này. Việc sử dụng cái màu son tông đất và nó có độ nuy nhiều hơn để nó tập trung cái ánh nhìn của chúng ta vào đường kẻ eyeliner này. Tán son nhẹ nhàng bắt đầu từ vòng giữa môi. Đến một khóe môi này. Khác với cả cái phong cách trang điểm bằng một thời son là có độ đánh theo kiểu ombre, thì cái việc này là cái đường viền môi chúng ta cần phải làm sắc nét hơn để tạo được sự cá tính cũng như là gợi cảm trong phong cách trang điểm của mình. Cố gắng kẻ đường viền môi làm sao cho nó thật là đầy đặn và nó nét cái đường viền môi ra các bạn nhé. Để có được một đôi khung môi đầy đặn và nét thì chúng ta thường thường sẽ phải sử dụng cọ để đi cái viền môi cho nó thật nét, cười mỉm nhé, cười. Trong trường hợp mà cái phần khuôn môi của chúng ta nó quá là bị loe thì chúng ta sử dụng bông nền hoặc là bông tăm để lau lại cái đường viền môi, căng môi lên. Cười. Đó, chỉ bằng một vài bước đơn giản như thế thôi thì chúng ta đã có được một khuôn mặt để phù hợp với việc xuống phố và đến nơi công sở bằng một đường eyeliner rất là cá tính và gợi cảm, đúng không nào? Thì bây giờ Boon sẽ tiếp tục làm với nửa mặt bên kia và các bạn hãy cùng làm với Boon nhé.
Và vừa rồi Bun Nguyễn đã hướng dẫn tất cả các bạn trang điểm khuôn mắt của mình bằng một đường eyeliner không có bất cứ một cái màu mắt nào ở đây cả. Với cả cái phong cách trang điểm này nó sẽ tạo cho khuôn mắt của chúng ta có độ sắc nét và độ cá tính hơn. Đối với phong cách trang điểm này thì sẽ khuyến khích đối với những người mà có khuôn mắt hơi lờ đờ hoặc là những cái mắt mà nó không được sáng thì chúng ta có thể khắc phục những điểm đó bằng đường eyeliner này. Ngoài ra việc đường kẻ đường eyeliner sẽ làm cho khuôn mắt của chúng ta to hơn và có chiều sâu hơn. Mong rằng đối với phong cách này thì các bạn sẽ rất là hào hứng và thực hành nó một cách tốt nhất nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những tiết học lần sau. I'm just a little bit caught.